chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Quốc Duy và tên gọi khác của em là Duy Khang. Dạ, năm nay em 26 tuổi và công việc của em hiện tại là làm nhân viên marketing bất động sản ở Tân Phú. Chào Duy Khang, gọi là Duy Khang đi ha. Dạ, ok. Rồi. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và cùng quý vị khán giả. Em tên là Tố Linh, năm nay em 27 tuổi và hiện tại em là cán bộ đoàn. Lần đầu tiên các em gặp nhau và ấn tượng ra sao? Dạ, lần đầu tiên mà gặp nhau là do em có dịp đi hát cho bên phường của vợ em. Cho nên là em gặp vợ em ngày hôm đó. Mà em gặp em có thích cổ không? Dạ không. Sao? Lý do? Cái tánh em là không có ưa mấy người lượm thượm. Mà cái ngày hôm đó là cái cô gái này rất là lượm thượm. Tại vì phải xách đồ cho mấy em thiếu nhi á. Mà đầu cổ tóc tai rũ rượi á, phải không? Ghê gớm lắm, thấy ghê lắm. Rồi bây giờ tới em nè. Em lần đầu tiên gặp mặt ảnh á, là em có ấn tượng gì ảnh không? Nói chung là cũng có tính mê trai. Nên lúc mà lần đầu tiên gặp á thì em thấy ảnh dễ thương. Rồi cũng hát hay nữa. Nên nói chung là cũng để ý. Cái lúc mà chờ đợi lên sân khấu á thì em thấy bạn này ngồi mình. Thì em mới tới làm bộ nói em ơi cho chị tự sướng tắm nha. Tại thấy dễ thương mà. Cái xong rồi tự sướng xong rồi thấy ảnh cũng rất là lạnh lùng. Mà cũng không có quan tâm gì hết. Sau bữa đó thì cũng không có để ý gì. Em mới nhắn tin cho cái anh mà bầu xô là bạn thân của ông này, là mà cái anh đó cũng là bạn thân của em. Em mới nói là anh ơi, hình như em thích rồi, có vấn đề rồi, hình như em thích bạn đó rồi. Cái vậy hả? Dạ. Xong rồi cái anh cũng nói là tao thì thấy hai đứa tụi bay cũng hợp hợp á, nên hả tao cũng có ý định là cáp cho hai đứa rồi. Rồi sắp tới đây là đi phượt nè, mày đi không? Về quê của thằng đó chơi luôn. Cái em cũng đi luôn. Sau lúc mà đi phượt xong gà rồi là em mới thả thính ông này. Trời ơi, mà em nói sao? Em nói chị là đi là cố tình lặng cố gắng ăn ngồi sau cái xe của em. Mà em đã không ưa rồi. Em ngồi muốn bên trước vậy nè. Cổ cứ sắp tới. Mà tại anh này ảnh lại thích cái bạn gái mà đi chung cái chuyến phượt đó nữa. Tại vì trong chuyến phượt đó đến 6 người lận. Lúc xuống tới An Giang thì tụi em tổ chức sinh nhật cho cái bạn nữ đó. Rồi cái cũng nhậu cũng, em mượn rượu cái em tỏ tình luôn. Tình sao Khang? Cổ nói gì Khang? Trời ơi, cổ lết lại người em rồi nói nhựa quá đi, xịn quá dẫn đi về đi. Dẫn về gì? Đi về, đi về, tại tụi em ở chung, mướn chung một cái phòng khách sạn á. Ba, sáu người ngủ chung một phòng. Rồi về phòng sao, có ai trong phòng không? Không, nhưng mà lúc đó em mệt hơn. Em dọn đồ ối của bà này. Hả, là xỉn thiệt đó. Xỉn. Nói chung là mình xỉn nhưng mà mình vẫn còn cái ý thức. Rồi xong rồi sẵn, có rượu vô cái mạnh miệng lắm. Lúc đó nói mấy người với lại tôi với mấy người, tôi thích mấy người á, rồi mấy người tính sao. Rồi em cũng biết lúc đó em làm gì nữa, nói chung là em... Rồi gì làm gì? Em có nắm tay ông này nữa, em không cho ông đi. Tự nhiên ông hung em luôn. Em dọn xong rồi em phải lấy lại cái gì động lực đó. Chứ Bù lại cái chuyện em làm chứ. Mà hung sâu không? Lớt à. Có tình cảm chưa? Hung xong rồi là cái cảm giác em sao? Thì nó cũng nhẹ nhàng hơn tí xíu. Bớt nó, ghét lại nó chứ. Bớt hơn tí xíu rồi, tại môi cổ cũng mềm. Mà đến bao lâu thì Duy Khang mới có cảm tình với con? Xong rồi về cái em mới hỏi là sao hôm đó hung chị, vậy là có thích chị không? Cái xong ổng vô tình lắm chị, phủ phàng luôn. Nói một câu, em cũng là con trai mà chị. Trời ơi, xét đánh ngang tay chị ơi. Cái xong rồi em cũng quyết tâm là phải cưa cho ông này khi nào dính thôi. Rồi xong rồi lúc đó bỏ cho bỏ ghét. Bây giờ lỡ phóng lao phải theo lao. Dạ, xong rồi cái sau đó là mấy cái bữa mà ổng đi hát ở quán phòng trà, cà phê á. Là bữa nào ổng đi hát là em cũng ra cái quán đó. Tại vì ổng hát chung với cái anh bạn thân luôn. Mà em nhớ thời gian nó mắc cười lắm anh chị. Em đi hát, mà cái phòng trà của em á thì nó phụ thu rồi nó cũng cao lắm. Cũng cao tiền lắm, mà một tuần em hát 3 buổi là cũng đi đủ. Lần này giống như là cổ biết là em không có ưa cái gu bụi bặm á. Cho nên là cổ bắt đầu thơm tho sạch sẽ hơn. Cổ mặc váy nữ tính hơn. Cổ mặc váy xòe nè, mặc sơ mi trắng đồ đi coi em hát đồ. Có nhiều lần em cũng để ý và những cái đó nó làm cho em cảm thấy là cái cô này không phải lúc nào cô cũng xề xòa. Cho nên là em cũng bắt đầu rung động. Em coi lại em rung động, tại vì thấy người ta cứ tươm tướp tới mình mà người ta cố gắng lắm. Coi như là ông hay rủ đi chơi mà có bao giờ ông rủ đi xa? Một tháng mấy sau khi đi phượt về là tụi em có đi một cái chuyến gọi là đi dàm cỏ, đi xuống dàm cỏ nhậu cũng ở khách sạn luôn, mà khách sạn chung 4 người lận. Cũng xỉn nữa. Mà lúc đó là 4 đứa là say rồi không còn biết gì luôn. Cái lúc này tự nhiên ông này hứng lên móc bao cao su ra.
À. Cái cặp kia thì cũng xỉn, không còn biết gì hết. Tự nhiên ổng tự theo bản năng chồng bao cao su vô. Em thì em đi kéo cái bao ra, cái búng vô. Mặt ngược vô người em chị. Em kéo ra sao em thả ra cái nó bắn vô người ổng. Xìu luôn. Xìu cái đầu ngủ luôn. Trời đất ơi. Cái đó mà anh nghĩ tương tự giống như cọng dây thun mà kéo giãn ra vậy, bắn cái bật ra là rồi đó. Em xong rồi. Cái ná mà bắn vậy hả? Hên là em còn xài được tới giờ. Sau đó là có lần nào được không? Dạ có một lần là nhậu ở bên nhà ổng. Cũng nhậu nữa? Dạ, tụi em toàn là nhậu mới có can đảm. Không có hứng. Thì này là chủ động luôn, dẫn em lên lầu ngủ. Rồi văn mùng này nọ, em tưởng là văn mùng cho mình ngủ thôi, lát chui vô. Xuống dưới nhà nhậu tiếp. Xong rồi đến khuya là tự chui lên luôn. Rồi xong rồi vậy đó. Là chuyện gì đến sẽ đến dạ. Đúng không? Thì em cũng là con trai mà chị. Sau lần đó thì bao lâu thì hai em lấy nhau? Cũng dạ, hơn 2 năm sau. 2 năm. Rồi công việc hát của em có ổn định không? Lúc quen nhau thì em vẫn đi hát bình thường vậy thôi. Rồi sau đó thời giày. Gian cũng khoảng hơn 5 sau mới nghỉ. Rồi hai đi... tụi em bán giày. Đi bán giày. Bán giày ngoài đường. Nhưng mà vì cái công việc mà bấp bênh của Duy Khang vậy đó, nó dạ. Có khi nào khiến cho em chán nản mà chia tay không? Có anh, cái thời gian tụi em bán giày xong rồi, cái thời gian ông đi thực tập là khoảng 3 tháng thì giống như xa mặt cách lòng vậy á. Với lại em đi chơi, mình là con gái mà đi chơi mà cứ bao hoài thế cũng buồn. Rồi nhìn bạn mình cái nó cũng khoe bạn tao mới mua điện thoại cho tao rồi này nọ. Rồi cái mình thấy vậy cái mình tủi. Cái bắt đầu mình nghĩ là không biết cái anh này là muốn mốt anh có lo được cho mình không. Lúc mà anh này đi thực tập về, cái lúc đó em lơ lơ. Đêm đó không biết nghĩ gì, cái nhắn tin nói xa nói gần. Cái anh này anh cũng hiểu ý. Anh nói cái em nói chia tay. Nếu mà em nói chia tay em ấy nấy thôi, để anh nói trước cho. Mình chia tay đi. Rồi tự nhiên ông nói mình chia tay đi, cái tự nhiên em khóc. Nước mắt không phải khóc nữa mà tự nhiên nước mắt nó rơi. Mà bữa đó em đang ngủ với má em mà em thúc thích. Cái má em nói, bộ mày chia tay hả? Khóc dữ vậy? Chắc vậy á má. Rồi chia tay được bao lâu? Qua ngày hôm sau em có. Trời ơi, nó lâu dễ sợ luôn nha. Nhắm mắt mở mắt chạy là quề luôn. Là nguyên đêm đó em không ngủ luôn á chị. Nhưng mà lúc đó em sao? Lúc đó là em cũng biết cái cảm giác của vợ em là tuổi thân với bạn bè. Cũng như là mình còn sinh viên, mình chuẩn bị ra trường, mình chưa có việc làm đồ này nọ. Cho nên là không có cái gì gọi là ổn định hết. Mà cổ thì cổ cũng tới tuổi phải cưới rồi. Lúc đó tụi em quen nhau hơn 2 năm rồi. Dạ, em đặt kế hoạch cuộc đời em là 27 tuổi em phải cưới. Mà năm đó em 26 tuổi rồi. Còn năm dạ. Đó. Sau cái buổi mà chia tay dài như vậy đó, thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau? Năm sau ạ. Năm sau, đó năm là cũng sau. Gần 2 năm là rồi. Là tụi em quen nhau 3 năm dạ. Mới cưới đúng không? Dạ. Rồi cái đêm tân hôn mà làm cái gì? Đang ngồi dạ, đếm tiền chơi. Đêm tân hôn tụi em mượn tiền đặng làm đám cưới á. Cho nên là phải súng lại đếm tiền đặng trả tiền cho nhà hàng. Trời ơi, đếm tới em đếm tới 12 giờ mà nhà hàng cũng chịu nhà đợi 12 giờ luôn. Để chồng tiền lại. Mà cũng hên là lời á chị, không nói lỗ không biết tiền đâu ra nữa. Lời đâu? Lời mà lời. Cuối cùng có lời không? Không, có lời. Lời sao không? Lời vàng. Em lời anh á. Đúng rồi, em lời anh á, đúng rồi đó. Bây giờ nè, đến cái phần khai tật xấu đúng rồi của đó. Đối phương. Đại hội danh mặt. Em biết mà đúng không? Em giờ khui đi. Anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em thì cũng tốt nhiều cái. Nói chung là em làm bên đoàn thì về công tác truyền thông rồi photoshop này nọ là ảnh thức khuya dậy sớm làm cho em luôn. Rồi nhờ đi hát giùm cho phường cũng đi tuốt hết. Nhưng mà có một cái càm ràm em tối ngày. Em thì nhỏ lớn giờ không có đụng vô việc nhà. Em cũng nói trước là cưới em về là công việc nhà chắc là thời gian đầu em cũng chưa có làm được đâu. Tại thứ nhất là em còn làm cán bộ đoàn. Mà đi sớm về khuya suốt, nhất là trong cái dịp hè, ảnh càm ràm em hoài. Nhiều khi em về em rất là mệt luôn mà mặt ổng cứ một đống chầm chầm. Nhiều bữa là em mệt mà em thấy cái mặt ổng như vậy cái em tức, em buồn á, nhiều khi em khóc luôn. Hiện giờ cũng khóc nữa kìa. Đó, giờ khóc luôn rồi đó, nghĩ lại còn thấy uất ức á. Rồi còn tính gì nữa không? Với lại hay nói quá chị. Nói quá về sao? Việc gì? Giống như là tặng em cái nhẫn đính hôn, cái em hỏi ổ này bạc hay bạch kim vậy, không nói bạch kim đó. Em đeo một thời gian tại vì da em nó bạc là hay bị đen lắm. Em đeo ủa sao đen thui vậy, bạch kim vậy mà đen thui vậy. Nói thiệt đi, bạch kim hay là bạc? Bạch kim mà, em nói bạch kim mà. Nhưng mà là bạc. Cuối cùng là bạc. Dạ đúng rồi. Nhờ em nói vậy mới giữ chứng nhận tới giờ, thôi là dục đâu mất rồi anh ơi.
Điều đồ em tặng không có gì mà giữ, ví dụ như em tặng nguyên một bó hoa gì luôn, hôm trước hôm sau cũng thấy đâu 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 trong cái xó nhà chứ không có gì. Cho nên là phải nói quá lên, giữ, em phải nói quá lên. Ví dụ như là em mua một bó hoa này mà nó em mua có 50 ngàn à, em đem về em nói 500 thì để ra còn sót sót tiền mà giữ đâu đó hoặc là đem lên chân hay là cắm cũng được vài ngày đi. Rồi bây giờ tới em đó, Duy khen kệ xấu vợ em xấu không? Cái tật đầu tiên giống như những ngày đầu tiên gặp đó, lê thê lết thết lụm thụm rồi suốt ngày đi về ở đầu quăng cái áo khoác lên cái sofa, để cái nón bảo hiểm lên cái bàn, xong rồi đậu cái xe vô ngang dài vậy nè rồi bỏ ra dài qua góc cho nên là bị cầm ràm đúng không? Đầu em mới về em cầm ràm, ngày đầu tiên không được thì ngày thứ hai thứ ba, nay là hơn 300 mấy ngày rồi mà. Bây giờ thấy có thay đổi không? Y chang như ngày hôm qua. Có mà. Có ở đâu? Em tiếp thu đèn. Cái nón bảo hiểm còn nằm trên bàn nhà kìa. Đúng là đại hội dịch mặt. Rồi tiếp đi, còn thật xấu gì không? Với ví dụ mà nếu về thời gian với công việc rồi đó, là cổ tập trung cho cái chuyện của xã hội với công việc nhiều hơn là về nhà. Nguyên năm nay em ăn cơm ở nhà được đếm với đầu ngón tay mấy cái à? Đây mới là đủ quốc ức đây nè đó. Đó. Người mà ta tại cũng vì... ức bao nhiêu lâu lắm rồi bây giờ người ta mới phọt ra đây nè. Mà tại vì cái đó đó em mới cảm ràm. Giờ đi làm mệt về nhà nhưng mà cái chuyện đó có mệt không? Dạ. Trời, cái chuyện đó là em nhiệt tình lắm luôn á. Tại vì trước khi mà lấy ổng về là được mấy cô phụ nữ ở trên phường là cô được giáo dục tốt về vấn đề. Cố vấn dữ lắm luôn. Là mấy cô nói là mày mà muốn giữ chồng á là đầu tiên á nó trước khi ra đường là mày phải tước hết súng đạn của nó. Tại vì đàn ông mà khi mà ra đường á luôn luôn thích nhìn cái đẹp. Mà nếu mà nó không còn súng đạn thì nó chỉ nhìn thôi chứ nó không làm gì hết. Trời ơi. Nên em tiếp thu mấy chuyện này em tiếp thu dữ lắm. Mệt là cỡ nào đi nữa cũng tước súng em đạn. Em mệt cỡ nào, ổng giận cỡ nào, em buồn cỡ nào là tối cũng mò đè ra. Mừng thật. Đè ra phải tước súng. Duy Khang thì sao? Bị tước như vậy thì em cảm thấy thì sao? Em cảm thấy sướng. Em đồng ý với cái chuyện bị tước súng này à. Rồi nhân đây thì mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thì em muốn vợ em sắp xếp thời gian lại đó. Tuần thì cũng nấu cho em được 3 bữa cơm ở nhà nhiều hơn tí xíu. Rồi tới em. Dạ thì chồng em thì nói chung là cái gì cũng tốt hết. Nói chung là lãng mạn. Lúc mà trong đêm đám cưới cũng hát tặng em một bài. Em chỉ mong muốn là ảnh bớt càm ràm em. Với lại thật sự ra giữa công việc của em đã quá nhiều rồi và em cũng bị áp lực. Nên khi mà cảm thấy em không được vui á thì ảnh đừng có nói. Khi mà đợi em cảm thấy vui vẻ thoải mái rồi á thì ảnh nói thì em sẽ tiếp thu thôi. Cuộc sống vợ chồng thì hai đứa thì cũng biết tự biết dung hòa với nhau rồi. Nhưng mà nè, nó nghe nè, cái bài hát đó mà em tặng vợ em còn nhớ không? Dạ, nhớ suốt đời chị. Vậy hả? Tới già. Bây giờ nè, đó. Hát lại một đoạn thôi. Dạ. Ca khúc đó giống như là ngày hôm nay là ngày cưới của các em vậy đó. Dạ. Xem như đây là sân khấu của em. Đúng rồi. Dạ. Thì bài hát đó được bạn Trương Quang Hiếu sáng tác cho vợ chồng em có tên là Anh Yêu Em Bí Thư Đoàn Thanh Niên. Chỉ khi em hé môi cười, dù lòng anh đang bao xa ngoài khơi, từ bấy lâu nay anh chờ em, anh chờ đã bao lâu rồi. Giờ đây ta đang ở nơi đây, anh xin tiến lên, anh xin nắm tay, anh xin đưa em đi cả cuộc đời dài lắm, từ đây cho đến mai sau. Thôi, cảm ơn hai em. Từ đây cho đến mai sau, anh chúc cho các em luôn luôn hạnh phúc như thế này và nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời.